Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Nam sẽ chơi trò Dragon Ball Z Mugen. Vâng, đang chơi chế độ Team 22 đấu với Team 22 nhá. Ok. Đấy, mình chọn xong bạn nhá. Tên mình là thằng Goku Yamashita, còn bên đây sẽ là con Gogeta, và con này là con gì? Ok, chúng ta sẽ chơi ha. Vâng, bắt đầu. Wow, sự tấn công liên tục của nó kìa. Kinh khủng chưa? Bì. Ây dùi. Chết rồi.